chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt Nam Mến Yêu. Và hiện tại thì Thúy Vi đang có mặt tại một vườn trúc ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Và trên tay Vi, đây là một chùm trúc. Thoạt nhìn thì cũng khá là giống trái chanh, nhưng mà vỏ sần hơn. Và khi ngửi thì mùi cũng khá khá giống chanh, nhưng mà lại đậm và nồng hơn. Cây trúc từ lâu được xem là đặc sản của vùng Bảy Núi, bởi vì từ trái trúc, lá trúc có thể chế biến ra nhiều món ăn. Và gần đây thì bà con An Giang còn sáng tạo ra thêm tinh dầu trúc. Vậy thì tinh dầu trúc có gì đặc biệt cũng như là cách làm ra tinh dầu như thế nào? Xin mời quý vị cùng với Thúy Vi tìm câu trả lời ngay bây giờ nhé! Cây trúc cùng họ với chanh là cây thân gỗ, cây trưởng thành có thể cao từ 2 đến 10 mét. Thân cây trúc có gai ngang, lá có hình tương tự số 8, trái trúc tròn, vỏ khá dày, sần sùi và nhiều nếp nhăn. Lúc còn non có màu xanh lục, khi chín có màu vàng, đặc biệt là cả lá và trái trúc đều có mùi thơm đặc trưng. Dạ, em chào chị Yến. Chào em. Em cũng vừa dạo quanh một vòng thì em thấy là trái rất là say luôn. Không biết là cái loại này á là đặc trưng của vùng của mình hay là từ nơi khác đến ạ? Thì cây trúc là đây là một cây đặc hữu địa phương của Tri Tôn Tịnh Biên hồi đó giờ. Từ dạ. lúc mà thời ông bà là nó đã có cái cây này ở đây rồi. Dạ. Trước đây á, là cây trúc là mọc tự nhiên. Thì ở trong một cái khu dân cư á, thì nó dạ. có sẽ có một hai cây trúc thì người ta sẽ là sử dụng cho nguyên một xóm luôn. Dạ. Nhưng mà sau này thì do nó có nhiều cái ứng dụng hữu ích và người ta biết đến nó nhiều hơn và những khách du lịch người ta cũng biết nữa. Dạ. Cho nên là người dân ở đây là bắt đầu người ta nhân giống ra người ta trồng. Mình trồng từ cây con cho đến lúc mà thu hoạch đó, là khoảng bao lâu vậy chị? Thì tùy người biết chăm sóc thì nó khoảng là 3 năm rưỡi là nó có trái. Ví dụ như vườn trúc này là khoảng 3 năm rưỡi đến 4 năm đó. Ví dụ cây trúc này nè, em mang đi các vùng lân cận để trồng thì nó có tốt được như này không chị? Nếu mà đi ở những cái vùng khác thì trồng thì nếu mà chăm sóc tốt thì nó vẫn sống được. Tuy nhiên là cái trái thì cái trái nó không có được như những cái trái này. Mà nó dạ. nó nhỏ hơn rất nhiều và cái vỏ nó là nó láng, nó không có được sần như vậy. Dạ. Vậy là cây trúc hợp nhất với lại là ở vùng đất Bảy Núi này. Dạ. Dạ. Thì hiện giờ chị đang hái trúc nè. Dạ. Thì chị mời em đi hái với chị ha. Dạ. Chị, thường thì trái như thế nào mình có thể thu hoạch được chị? Đây, em nhìn lên cái chùm này là những trái này là mình cũng có thể mình thu hoạch được rồi nè ha. Dạ, đây em cắt lên đây cho đẹp. Wow, trái to tròn. Dạ, sẵn tiện thì chị có thể chỉ cho em trái nào mà mình có thể làm tinh dầu được không chị? Bây giờ em hái luôn nè. Miễn cái trái mà mình thấy vỏ xanh á là mình dạ. là có thể mình làm được tinh dầu rồi. Chỉ có cái mà để mà vỏ nó chín quá, vỏ nó chuyển sang màu vàng á, thì mình sẽ là làm tinh dầu là nó rất là ít tinh dầu. Dạ. Cho nên là mình phải làm là từ vỏ xanh. Dạ, vậy để em tìm thử coi có đúng chuẩn không nha chị. Đây rồi, em thấy cái này. Đúng rồi em. Nó to tròn nè chị, em thấy vỏ nó cũng đủ độ dày. Đúng rồi. Em sẽ cắt nha. Rồi. Đây. Cây trúc dễ trồng, không cần chăm sóc kỳ công nhưng cây trúc vẫn phát triển tốt, cho trái quanh năm nhưng rộ nhất vào mùa mưa. Từ nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương và mùi thơm độc đáo mà trái trúc được tận dụng làm tinh dầu. Mùa trúc rộ trong năm, số lượng trái nhiều và vỏ bóng dày là thời điểm sản xuất tinh dầu tốt nhất. Bình quân 1kg trái trúc thu được 300-400g vỏ, chiết xuất được 12ml tinh dầu. Sau một quá trình Thúy Vi cùng với chị Yến đã thực hiện thì giờ đây trên tay Vi là một sản phẩm tinh dầu trúc hoàn chỉnh. Tinh dầu trúc thì công dụng trước mắt đó là mình có thể là mình bỏ vô cái đàn xông á, mình xài mình xông cho nó thơm phòng, khử mùi ở trong phòng. Rồi ngoài ra thì mình có thể là sử dụng thì mình làm cho mình là thông mũi, mát họng. Dạ. Tinh dầu trúc thường thì mình sẽ dùng trong bao lâu ạ? Nói chung là tinh dầu trúc là một cái loại tinh dầu là nó dễ bay hơi. Cho nên trước mắt là cái mình là phải để trong cái chai này mình phải là dặn kín nắp mới được nha. Và mình để ở nơi khô thoáng, không có cho ánh sáng trực tiếp vào. Từ cái ngày sản xuất cho tới hạn sử dụng là khoảng 4 năm vẫn ok. Nãy giờ là em đã xem được chị là hướng dẫn em là làm tinh dầu rồi. Thì sau đây là chị cũng mời em thưởng thức những cái món ăn
mà có phối hợp cái trái trúc hoặc là lá trúc vô những cái món ăn đặc sản của đây. Lá trúc cũng như trái trúc có mùi thơm đặc trưng nên được bà con An Giang sử dụng như một loại gia vị để chế biến nhiều món ngon hấp dẫn như món nướng kết hợp với lá trúc, trong đó nổi tiếng nhất là gà đốt lá trúc, tôm nướng chấm muối ớt kết hợp với lá trúc. Cũng từ sức hút của loại gia vị này mà nhiều món ăn ở vùng Bảy Núi thu hút rất nhiều thực khách. Đây là món gà đốt lá trúc. Cái nước chấm này thì cũng là nước chấm trúc luôn, làm từ trúc. Còn đây là cái món tôm nướng. Tôm nướng là mình sẽ chấm với cái muối ớt trúc này. Muối ớt làm từ lá trúc. Dạ, cảm ơn em chị. Dùng thử ha. Hương vị rất là tuyệt vời luôn. Mà nước chấm khá là cay đúng không? Thật sự rất là ngon luôn chị ơi. Em không còn từ nào để diễn tả. Em phải ăn thêm một miếng gà nữa. Đúng rồi. Mời em thưởng thức tự nhiên đi ha. Dạ. Đây là cái món đặc sản nổi tiếng của Chi Tôn. Món này mà em ăn kèm với gỏi đó là ngon tuyệt vời luôn. Dạ. Thử miếng. Thử miếng gỏi luôn. Chấm miếng nước chấm. Phải chấm đúng nước chấm rồi. Đúng rồi. Phải nói là nước chấm này giống như là linh hồn của món ăn vậy chị. Đúng. Gà nó dai nhưng mà có mùi vị rất là thơm từ lá trúc. Và khi mà mình kết hợp với lại nước chấm chua chua ngọt ngọt, cay cay như thế này thật sự là ăn rất là bắt luôn. Chị mời em thưởng thức cái món ăn thứ hai. Đó là cái món tôm nướng. Món này sẽ chấm muối ớt chị ha. Chấm muối ớt. Nếu mà nước sốt chấm gà chua chua ngọt ngọt thì muối ớt này thì lại có vị mặn mặn cay cay. Khi mà dùng tôm chấm lại với muối ớt này nè, em cảm thấy là vị ngọt của tôm hòa quyện cùng với lại vị mặn của muối cũng như là một xíu cay. Và đặc biệt đó chính là cái mùi lá trúc. Nếu mà mình nặn thêm miếng nước trúc nữa là nó thêm cái vị chua chua nữa. Hoặc là nếu mà mình không có trúc thì mình có thể nặn chanh vô. Thì nó cũng vừa thơm chua chua ngọt ngọt rồi thêm cái hương của cái lá trúc. Thì cái món ăn nó sẽ là thật là hấp dẫn luôn á. Bởi em phải nói là cái hương vị của lá trúc là thử một lần không thể nào quên được. Rất là thơm. Ngoài những sản phẩm hiện có thì sắp tới chị có dự định sáng tạo thêm những cái sản phẩm mới không chị? Chị có đang hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học thì làm ra được cái hai cái sản phẩm. Đây là cái bộ sản phẩm muối ớt làm từ trái trúc và lá trúc. Chị còn một cái ý tưởng rất là lâu nhưng mà chị chưa có thực hiện, đó là chị còn có ý tưởng là chị làm dầu gội trúc. Dầu gọi làm từ trúc. Em thấy là từ trái trúc, lá trúc mình có thể chế tạo ra được rất là nhiều cái sản phẩm. Vậy thì cây trúc đối với đời sống bà con nơi đây nó có ý nghĩa như thế nào vậy chị? Thì cây trúc là hiện tại là cũng giúp cho bà con trồng trúc là được cải thiện đời sống rất là nhiều. Trước đây là trúc là người ta lấy ra bán là một ký trúc là nó chỉ khoảng chừng 20.000, 30.000 mà bán ngoài chợ cũng ít ai mua nữa. Nhưng mà bây giờ là bán được một ký là 40-50 ngàn hoặc là cả 100 ngàn đối với những cái trúc trái mùa. Em rất là cảm ơn chị Yến vì bữa ăn quá đặc biệt này. Và em cũng chúc cho chị sẽ thành công với những cái sản phẩm mới từ cây trúc ạ. Rồi, chị cũng cảm ơn em giới thiệu thêm được cái những cái sản phẩm về cây trúc cho mọi người được biết đến. Quý vị và các bạn thân mến, từ một loài cây mọc tự nhiên ở vùng Bảy Núi An Giang mà giờ đây bà con đã dựa vào những đặc tính sẵn có để có thể cho ra đời những loại sản phẩm, thực phẩm đa dạng. Điều đó không chỉ nâng cao giá trị của cây trúc mà còn mang lại thu nhập cho bà con nơi đây. Việt Nam mến yêu ngày hôm nay xin được phép khép lại. Xin mời quý vị đón xem những số tiếp theo phát sóng trong khung giờ quen thuộc 19:50 thứ Bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. An Giang được biết đến như một vùng đất sơn kỳ thủy tú và bề dày văn hóa lịch sử. Hành trình cùng Việt Nam mến yêu về với An Giang, MC Quang Huy và Thúy Vi đã tìm đến vùng đất Thoại Sơn, nơi lưu giữ nền văn hóa ốc eo rực rỡ và đặc sắc. Hành trình này có gì thú vị? Mời quý vị và các bạn đón xem câu trả lời trong chương trình Việt Nam mến yêu được phát sóng vào lúc 19:50 thứ Bảy ngày 23 tháng 3 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.